Quý 1 năm 2021, hạt điều xuất khẩu của tỉnh Bình Phước tăng về lượng. Chuẩn bị các giống điều chất lượng cao cho vụ trồng mới. Cây kiểng lá đổi 4 màu liên tục, giá cao ngất ngưỡng, vẫn được nhiều người tìm mua. Thử nghiệm robot khử trùng trên máy bay chở khách. Núi Bà Đen hút khách du lịch trong nước. Hữu Trung và Minh Tuyết kính chào quý vị khán giả của BPTV. Và vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình Cà phê sáng hôm nay ngày 3 tháng 4. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Trước tiên là thông tin vui của ngành điều Bình Phước. Thưa quý vị, quý 1 năm 2021, hạt điều xuất khẩu của tỉnh Bình Phước tăng về lượng so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong quý 1, hạt điều nhân xuất khẩu hơn 8.500 tấn, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân xuất khẩu điều nhân tăng so với cùng kỳ là do đang cao điểm vụ thu hoạch, các doanh nghiệp tăng cường sản xuất chế biến. Bên cạnh đó, một số khách hàng tiềm năng đã tiến hành nhập hàng trở lại như Mỹ, các nước thuộc khối cộng đồng châu Âu EU và Trung Quốc nên đã tác động đến các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Kính thưa quý vị, tỉnh Bình Phước của chúng ta hiện có 1.416 cơ sở chế biến hạt điều với công suất khoảng 500.000 tấn một năm. Con số quả thật là ấn tượng, đúng không quý vị? Cũng như là chị Bí Tuyết. Vâng, một con số rất là ấn tượng. Điều đáng quan tâm là thay vì chỉ chú trọng chế biến thô xuất khẩu, thì hiện nay một số doanh nghiệp cơ sở chế biến hạt điều của tỉnh Bình Phước đã ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất các sản phẩm chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại doanh số xuất khẩu của các đơn vị. Năm 2018, công ty cổ phần chế biến điều Hoàng Sơn 1 là đơn vị tiên phong thực hiện chế biến sâu nhân điều xuất khẩu của tỉnh. Việc chế biến sâu nhân điều xuất khẩu không chỉ giúp gia tăng giá trị hạt điều mà còn nâng cao hình ảnh quảng bá hạt điều Bình Phước đến rộng rãi hơn nữa trên thế giới và các chuỗi siêu thị uy tín. Qua hơn 2 năm thực hiện, doanh số xuất khẩu nhân điều chế biến sâu của đơn vị đã tăng trưởng nhanh chóng. Nếu như năm 2019 xuất khẩu nhân điều đạt 14,3 triệu đô la Mỹ, sản lượng xuất khẩu đạt 1.742 tấn thì năm 2020 mức độ tăng trưởng gấp 2,5 lần năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu nhân điều chế biến sâu đạt 35 triệu đô la Mỹ, sản lượng đạt 5.118 tấn. Thưa quý vị, theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, sản lượng thu hoạch mùa năm nay đạt khoảng gần 200.000 tấn, cao hơn khoảng 6.000 tấn so với năm 2020. Tuy nhiên thì để có một vườn điều đạt năng suất cao thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó chất lượng cây giống đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho vụ trồng mới vào đầu mùa mưa sắp tới thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đang tập trung ươm ghép các giống điều chất lượng cao để thực hiện các dự án của tỉnh và nhu cầu cho bà con nông dân. Năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh sản xuất khoảng 100.000 cây điều giống, gồm giống BN1 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận và 8 giống điều của Bình Phước. Để có cây điều giống khỏe mạnh, các kỹ sư ở đây phải thực hiện quy trình chăm sóc rất cẩn thận từ khi ủ hạt, ươm cây, cắt ghép. Cây giống ươm trong bầu đạt chất lượng thì cây trồng sẽ phát triển tốt, khả năng kháng sâu bệnh cao. Mỗi ngày nó sẽ lên một cái lá, mà đứng trong giai đoạn khi mà lá non lên á, thì đặc biệt là bọ trĩ và bọ sinh mũi là hai cái thành phần đó là nó phá hoại cực kỳ nặng trên cái điều, và không những trong vườn ươm mà hay ra khi chúng ta trồng giai đoạn kỹ thuật cơ bản và giai đoạn kinh doanh cũng vậy, nên giai đoạn đó chúng ta cần phải liên tục xịt theo định kỳ. Hiện nay trong tổng số 170.000 hectare điều toàn tỉnh thì diện tích điều già cỗi vẫn còn nhiều. Chính vì vậy nhu cầu chuyển đổi giống cũ bằng các phương án tái canh, trồng dặm và trồng mới của bà con tăng cao. Biết được nhu cầu này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đã chủ động và sẵn sàng đáp ứng nguồn giống. Cái đề án tái cơ cấu ngành điều của tỉnh thì phải mục đích phải đưa cái năng suất điều đạt khoảng 2,5 tấn trên một ha. Do đó cái vấn đề đầu tiên đó là khâu sản xuất giống. Giống là cái yếu tố quan trọng để mà nhằm đáp ứng, để đưa cái năng suất điều. Thì nhắm bắt cái nhu cầu đó, trung tâm tiến hành xây dựng những cái bộ giống chuẩn, đảm bảo chất lượng để từng bước thay thế những cái vườn điều già cỗi của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh để giúp bà con nông dân tăng cái thu nhập. Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi mùa mưa đến thì cũng là lúc nông dân vào vụ trồng mới. Với những bộ giống tốt cùng với kiến thức thâm canh được phổ biến ngày càng rộng rãi, hy vọng năng suất chất lượng các vườn điều trong tỉnh ngày càng tăng, xứng đáng với tên gọi thủ phủ điều của cả nước. Chương trình cà phê sáng hôm nay xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới, người lao động thất nghiệp tham gia đào tạo nghề sẽ được nhận mức hỗ trợ học phí 1,5 triệu đồng một tháng, tối đa không quá 4,5 triệu đồng một khóa đào tạo 3 tháng. Đây là chính sách mới đáng chú ý dành cho lao động thất nghiệp được quy định trong quyết định số 17 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thời gian qua, số lao động thất nghiệp có nguyện vọng và được hỗ trợ học nghề còn thấp. Một trong những nguyên nhân là do mức hỗ trợ học nghề hiện nay còn thấp. Việc nâng mức hỗ trợ theo đó sẽ tạo điều kiện hơn cho lao động thất nghiệp học nghề để sớm quay trở lại thị trường lao động. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 với tổng dự toán là hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh tăng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Mới đây, Cục Hàng không đã đề xuất triển khai các chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách vào Việt Nam theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ khôi phục các chuyến bay chọn gói với hành khách là công dân Việt Nam. Các chuyến bay này có chi phí chọn gói gồm vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, khách sạn, cách ly, ăn trong 15 ngày. Giai đoạn 2 sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam và cách ly sau khi nhập cảnh, không yêu cầu hành khách phải có chứng nhận xét nghiệm COVID-19, dự kiến triển khai từ tháng 7. Giai đoạn 3 sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam, không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine, dự kiến thực hiện từ tháng 9 tới. Còn công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết doanh nghiệp này sẽ thực hiện ưu đãi giảm 50% giá vé tàu cho trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi khi đi tàu trong tháng 4 và tháng 5 này. Cụ thể, thời gian đi tàu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 và từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2021, loại chỗ áp dụng và ghế ngồi. Chương trình này áp dụng đối với đôi tàu SE3, SE4 và các đoàn tàu do công ty quản lý trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Khu vực phía Bắc, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết chương trình ưu đãi này được áp dụng trong thời gian đi tàu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021 với tất cả các đoàn tàu do công ty quản lý trên các chuyến. Trẻ em từ 0 đến 6 tuổi đi tàu vẫn được miễn vé theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, mới đây tỉnh Kiên Giang đã có văn bản trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa nghề làm nước mắm Phú Quốc vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Việc đề nghị cũng nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam bằng văn hóa do nghề thủ công truyền thống làm nước mắm Phú Quốc đã được hình thành hơn 200 năm trên vùng đất này, đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu sản phẩm nước mắm Phú Quốc để phát triển đến các thị trường tiềm năng trên thế giới, qua đó làm tăng thêm giá trị xuất khẩu từ chất lượng và thương hiệu, tạo điều kiện cho nghề làm nước mắm Phú Quốc phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương theo đúng định hướng. Thời gian gần đây, tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện cây kiểng có tên là Tam Tài. Điều đặc biệt ở đây là cây này có thể chuyển 4 màu liên tục, lại có hoa nên rất được thị trường ưa chuộng. Chị Bùi Thị Mỹ Sung ngụ ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, một trong số hiếm những người trồng giống cây này cho biết, cây Tam Tài có nguồn gốc từ Thái Lan, cây được trồng bằng cách chiết cành thuộc họ me nước, dễ trồng, ít có sâu bệnh, cành cây dẻo nên thường được dùng để tạo dáng bonsai. Điểm độc đáo ở cây này là khi mới ra đọt lá có màu hồng, sau đó chuyển dần sang màu trắng, rồi màu cẩm thạch và cuối cùng là màu xanh. Ngoài lá chuyển màu đẹp, cây còn trổ bông màu trắng, đặc biệt cây trồng ở nơi có nhiều nắng thì cây càng phát triển và lá trổ màu càng đẹp. Hiện tại trong vườn chị Dung đang trồng khoảng 1.000 cây tam tài. Các cây khoảng 2 năm được chị Dung bán với giá là hơn 1 triệu đồng một cây. Các cây được tạo dáng hình cây thông, giá bán đến 15 triệu đồng một cặp. Đặc biệt, cây càng to, giá bán càng cao. Đối với những cây có dáng thế lâu năm, có cây giá bán cả trăm triệu đồng. Do lạ mắt, dễ trồng và có tên mang lại may mắn, nên mặc dù giá cao, nhưng cây này vẫn đang bán rất chạy. Chuyển sang những thông tin thế giới đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh công bố ngày hôm qua,
Băng tan ở Bắc Cực vào cuối kỷ băng hà là nguyên nhân khiến mực nước biển từng dâng cao gấp 10 lần so với hiện nay. Kết quả này trái với dự báo trước đây cho rằng nước biển dâng là do băng tan chảy ở Nam Cực. Theo nghiên cứu, trong suốt 500 năm vào cuối kỷ băng hà gần đây nhất, cách đây khoảng 14.600 năm, trung bình cứ mỗi thế kỷ thì mực nước biển lại dâng lên 3,6 mét. Nguyên nhân có thể do các dải băng tan chảy ở Bắc Bán Cầu, cụ thể là ở Bắc Mỹ và vùng Scandinavia, chứ không phải ở Nam Bán Cầu như dự báo trước đó. Các nhà khoa học cho rằng nghiên cứu này có thể hé lộ manh mối quan trọng về việc các dải băng tan chảy và mực nước biển dâng trong tương lai do sự ấm lên của trái đất. Theo dự báo, mực nước biển trên toàn cầu có thể sẽ dâng cao từ 1 đến 2 mét vào cuối thế kỷ này nếu như nhiệt độ trái đất tăng quá 2 độ C. Mực nước biển dâng này có thể nhấn chìm các thành phố duyên hải và những vùng đồng bằng đông dân trên thế giới, đồng thời đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu. Juveja, một công ty khởi nghiệp ở Thụy Sĩ, đang thử nghiệm robot được trang bị tia cực tím có khả năng diệt virus trên các chuyến bay ở nước này. Đây là nỗ lực nhằm khôi phục sự tin tưởng của hành khách đi máy bay và giúp ngành du lịch có thêm phương thức ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19. Robot khử trùng đang được thử nghiệm trên các máy bay cỡ nhỏ của hãng hàng không Helvetis. Robot đi dọc theo lối đi trên máy bay và hoàn thiện một chu trình khử trùng trong thời gian khoảng 13 phút. Tuy nhiên, do các robot này sử dụng đèn chiếu tia cực tím để khử trùng, nên các nhà sản xuất máy bay sẽ phải kiểm tra về tác động đối với nội thất bên trong máy bay, vốn có thể phai màu sau nhiều lần bị chiếu loại ánh sáng này. Hiện chưa biết mức độ tác động đối với nội thất máy bay sẽ như thế nào, nhưng riêng việc đưa robot khử trùng vào sử dụng chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể những lo ngại của hành khách trên các chuyến bay về nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Đèn chiếu tia cực tím là công nghệ đã được sử dụng hàng chục năm qua trong các bệnh viện và phòng thí nghiệm. Truyền thông Hà Lan ngày hôm qua đưa tin, cuộc thi giọng hát hay châu Âu Eurovision năm 2021 dự kiến diễn ra tại thành phố Rotterdam vào tháng 5 tới. Chỉ có số lượng hạn chế khán giả đến xem trực tiếp do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại quốc gia châu Âu này. Theo giới chức Hà Lan, sẽ chỉ có tối đa 3.500 khán giả được đến xem trực tiếp các buổi diễn tập, vòng bán kết và chung kết của cuộc thi. Đây sẽ là một trong những sự kiện được tổ chức theo hình thức chỉ cho phép một số lượng người hạn chế có mặt để đảm bảo các quy định về giãn cách xã hội. Ngoài ra, những người đến xem trực tiếp phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tham gia Eurovision năm nay, có thí sinh đến từ 39 nước. Dự kiến cuộc thi giọng hát hay châu Âu Eurovision năm nay sẽ thu hút khoảng 200 triệu khán giả theo dõi qua truyền hình. Sau hơn một năm đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19, bước sang tháng 4 này, nhiều trung tâm giải trí trên toàn nước Mỹ đã rục rịch mở cửa trở lại. Công viên giải trí Walt Disney tại California thông báo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 30 tháng 4 tới. Khu nghỉ dưỡng Disneyland Resort and Anaheim cũng đã cho biết sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 4. Mặc dù chỉ được đón số lượng giới hạn khách tham quan, cụ thể là 15%, cũng sẽ không có sự xuất hiện của các nhân vật cổ tích nổi tiếng như thường lệ. Nhưng thông báo đã đánh dấu sự trở lại của ngành giải trí nước Mỹ. Một tín hiệu khả quan khác tại kinh đô điện ảnh Hollywood, rạp chiếu phim biểu tượng gần 100 năm tuổi TCL nằm trên đại lộ Danh Vọng đã chính thức mở cửa trở lại hôm 29 tháng 3 bằng buổi công chiếu phim Custia vs. Kong. Có cảm giác như thời gian vừa qua, cả thế giới đã sống trong một bộ phim quái vật, phải chiến đấu với những con quái vật khổng lồ như Godzilla. Và bây giờ là thời điểm để mọi người cùng ngồi lại bên màn hình lớn, cùng với những túi bỏng ngô và thưởng thức những thước phim tuyệt vời. Thế nhưng chưa hết nỗi lo, các rạp chiếu phim, buổi hòa nhạc trực tiếp và công viên giải trí lại phải tìm lời giải cho câu hỏi sẽ ứng phó như thế nào với những khán giả tuy không mắc bệnh nhưng chưa được tiêm chủng. Trên thực tế, mới chỉ có khoảng 10% dân số Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Kính thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, trà luôn được coi là thức uống tốt cho sức khỏe, cũng như là mang lại sự tỉnh táo và sảng khoái cho người dùng.
Và chính những lý do này đã và đang khiến nhiều người dân Triều Tiên tìm đến các sản phẩm trà và thậm chí dần dần hình thành nên văn hóa trà tại quốc gia này. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, tiệm trà Un Tông thời gian gần đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và trở thành địa điểm được người dân thường xuyên ghé thăm để thưởng trà. Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú khi tiệm trà phục vụ nhiều loại mặt hàng đa dạng, từ trà xanh cho tới trà đen. Tôi từng chịu đựng rất nhiều do các vấn đề huyết áp. Tuy nhiên, kể từ khi uống trà, huyết áp của tôi đã trở nên bình thường và tôi cảm thấy rất sảng khoái. Tôi thích thưởng trà từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ nó rất sảng khoái và tốt cho tiêu hóa. Thương hiệu trà Un Tông tại Triều Tiên do chính cố lãnh đạo Kim Jong-un đặt tên và là mặt hàng trà được ưa thích tại nước này. Hồi đầu năm nay, thương hiệu này đã mở một nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm trà đóng chai nhằm giúp người dân có thể thưởng thức đồ uống này một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Anh Hữu Trung này, không biết là anh Hữu Trung đã có dịp vãn cảnh ở núi Bà Đen Tây Ninh lần nào chưa ạ? Núi Bà Đen thì tôi đã từng ghé rồi và tôi còn nhớ rằng là ở những khoảng thời gian như thế này ở các năm trước thì núi Bà Đen thường rất là đông khách và không biết là năm nay thì liệu tình hình ở đây sẽ như thế nào đây? Không biết là anh Hữu Trung đã biết cái thông tin là bắt đầu từ cuối tháng 3 vừa qua thì khu du lịch núi Bà Đen được du khách chọn lựa là điểm đến an toàn tham quan du lịch hành hương. Ước tính bình quân mỗi ngày đạt trên 2.000 khách du lịch. Và bây giờ thì xin mời anh Hữu Trung cũng như là quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các khu vực phục vụ du khách, cabin cáp treo, nhà ga đều được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Cùng với việc hướng dẫn du khách rửa tay diệt khuẩn, đeo khẩu trang và kiểm soát chặt chẽ thông tin khách du lịch. So với năm ngoái thì năm nay núi Bà Đen thay đổi cũng khá là nhiều, là trên đây trồng hoa nhiều hơn, có thêm một cột mốc check-in và hiện tại thì sau lưng mình cũng vừa mới hoàn thành một tượng bà đúc đồng, thì có nhiều địa điểm check-in cho nhiều bạn trẻ hơn. Mình đến với núi Bà Đen thì mình cảm giác công tác phòng chống dịch trên này rất là an tâm và nếu có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu bạn bè và dẫn bạn bè đến nơi tham quan. Vốn là điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ninh với chùa Bà, nhưng núi Bà Đen giờ đây không chỉ có quần thể chùa linh thiêng mà thực sự được lột xác khiến du khách vô cùng thích thú. Lượng khách tăng vì trong thời gian qua là chúng tôi có cái công tác phòng chống dịch rất là tốt và đảm bảo được cái sức khỏe cũng như sự an toàn. Sự an tâm của khách hàng khi đến với khu du lịch chúng tôi về cái mặt cảnh quan thì chúng tôi cũng gia tăng những cái điểm check-in mới như là cột mốc 986m và đặc biệt năm nay chúng tôi có tượng Phật Bà cao 72m được kỷ lục Guinness công nhận là tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á. Những cánh rừng xanh bát ngát cùng nhiều vườn hoa tươi thắm đủ sắc màu đồng loạt xuất hiện, làm thành những mảng màu rực rỡ trên núi Bà, cùng tuyến cáp mới lướt trong mây trắng, mang tới hành trình trải nghiệm núi Bà Đen phiên bản 2021 đặc biệt thú vị. Thưa quý vị, những hình ảnh về núi Bà Đen vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà phê sáng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị khán giả của BPTV có những ngày nghỉ cuối tuần thật sảng khoái, an yên và ý nghĩa bên những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình khác.